Hello các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh của mình. Như tiêu đề các bạn đã thấy đó, hôm nay sẽ là một ngày bận rộn của mình. Hôm nay mình được nghỉ học nhưng mà mình thức rất là sớm luôn á. 7 giờ rưỡi mình đã thức rồi, đối với mình cái giờ này rất là sớm luôn. Tại vì là hôm nay người ta có hẹn mình make up cho nên mình phải thức sớm ấy các bạn. Thì mình đã ăn sáng rồi. Ok, bây giờ mình sẽ sửa soạn đồ để đi make up nha. Chị đó book mình lúc 8 giờ rưỡi á. Mình vừa thay đồ xong. Sau lúc này mình thấy mình phàn ghê các bạn. Dạo này hơi bị thích đeo khẩu trang đen nha. Hồi bữa đi hội chợ với mẹ mình vào buổi sáng á, mẹ mình mua một hộp khẩu trang màu đen luôn. Thôi bây giờ mình sẽ đi nha. Hôm nay mẹ mình sẽ chở mình đi. Lần nào cũng vậy hết trơn á các bạn. Lúc nào là cũng là mẹ mình hoặc là ba mình chở mình đi make up hết trơn á. Mình thấy thời gian còn hơi sớm cho nên là kêu mẹ dẫn hai đứa em mình qua đây chơi luôn. Giờ này trời nó cũng mát nữa các bạn. Và cái chỗ mình make up kế bên luôn á. Ok, tới giờ rồi mình sẽ đi make up đây. Bye bye. Cái bên này các bạn, mình lại một cái là quà. Kelly ơi, bye bye nha. Bye. Đây. Hôm nay mình uống cà phê sữa. Mình đã pha ở nhà sẵn rồi. Mình đã tới rồi, lúc này là mình đang chờ chị make up lại nha. Và chỗ này mình cũng làm lần thứ 2 rồi. Ở đây có con chó dễ thương lắm các bạn, mình vừa lại là sáp cho mình nè. Một mẫu rồi sau đó sẽ làm chung với các bạn, kiểu là một người make up còn một người sẽ làm tóc á. Như vậy mình thấy cũng tiện mà cũng nhanh nữa các bạn. Đây là lần đầu mình làm cái kiểu tóc này luôn á. Nó rất là lạ luôn nhưng mà đẹp tuyệt vời nha các bạn. Các bạn nhìn tóc của mình có giống như là đang được chăm cứu không? Asking for my wood and then you fucking trip on that. No problem. So now I'm picking a card, it says be on your own. Has the lesson been learned? I'm getting ready, let's go. I'm 2 steps away from setting my vision, I know. But now I'm at the clouds of future, I wanna let go. When my head is kinda busy with lyrics and words, I realize that I don't care about the meaning no more. Ay, cause I just wanna stay cool with that. Yeah, I gotta make my living with a push in it. Working on my mental health and sometimes losing it. No bullshit, creatively cooking. I'm 1 step away from setting my business, I know. But now I'm at the clouds of future, just building the flow. When my head is kinda busy with lyrics and words. You ain't perfect but that's so perfect about ya. And yeah. Thế là xong công việc sáng nay của mình rồi. Bây giờ mình sẽ xuống tẩy trang và đi về nha. Lúc này nhìn vậy thôi chứ mình cũng hơi đuối á. Cho nên bây giờ mình sẽ về nhà rồi đánh một giấc cho thật là đã đây. Mẹ mình rước rồi. Thì trước khi về nhà để mình với mẹ mình đi xếp bánh tráng cả nhà. Và hiện tại mình đã bán bánh tráng lại rồi. Bạn nào có ăn thì cứ inbox cho mình. Mình sẽ ship cho. Ở đâu mình cũng ship hết giống như hiện tại nè. Đó là hiện tại chưa có nhiều đơn xa cho nên là mình chưa có tải giao hàng tiết kiệm. Mình sẽ đi gửi ở Viettel. Nhưng mà khi mình được nhiều đơn rồi á, mình sẽ tải giao hàng tiết kiệm. Nó ship rất là nhẹ nhàng cho các bạn luôn nha. Về tới nhà thì mình sẽ tẩy trang lại rồi rửa mặt cho thật kỹ nha. Cái bước quan trọng là ở đây nè. Nếu mà mình đi make up về mà không tẩy trang kỹ và rửa mặt kỹ các bạn, là mụn nó sẽ lên, là lên luôn. Xong rồi thì mình sẽ ăn chân gà nha. Dạo này mấy mẹ con mình cũng hơi bị khoái ăn cái chân gà này luôn á. Bữa mẹ mình mua một bịch gồm 30 chân luôn, bây giờ chỉ còn duy nhất một chân này cuối cùng thôi luôn á. Chung là ngồi không ăn ghét cũng kiền các bạn. Mình thì mình ăn mình còn chấm thêm nước sốt thôi các bạn. Do là bỏ vô tủ lạnh cho nên là nó hơi đặc một xíu. Để mình chỉ cho các bạn cách làm nước chấm hơi bị ngon nha. Cũng rất là đơn giản luôn. Đợt trước mình đi Metro mình có mua một hũ muối hảo hảo với các bạn. Cho nên đây là muối hảo hảo. Mình chỉ cắt thêm ớt, bỏ thêm đường rồi nặn chanh như thôi. Nhức nách luôn đó trời ơi, các bạn hãy làm thử đi nha. Thôi bây giờ mình sẽ đi ngủ đây, bye bye. Mình đã thức rồi đây nè. Trời ơi, được ngủ trưa một cái là nó đã gì đâu luôn á. Đây là bánh tráng mới này các bạn ơi. Tại vì mình vừa ship xong rồi đó. Bây giờ sẽ chuẩn bị thêm bánh tráng mới để mình bán tiếp. Đây mình đã cắt sẵn rồi đây nè. Các bạn nhớ mua ủng hộ mình nha. Chiều nay thì cả nhà mình ăn cá nướng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vào bếp để mình phụ mẹ mình đây. Bây giờ mình sẽ đi chợ cho mẹ mình nha. Giờ này còn nắng lắm luôn ấy các bạn. Con nè. Yeah. Cái mặt không dữ quá đi. It says be on your own. Has the lesson been learned? I'm getting ready, let's go. I'm 2 steps away from setting my vision, I know. But now I'm at the clouds of future, I wanna let go. When my head is kinda busy with lyrics and words, I realize that I don't care about the meaning no more. Vì là mẹ mình có mua thêm tôm với mực để nướng ấy các bạn. Cho nên bây giờ mình sẽ ra một chén muối để chấm ăn nha. Lúc này mình lấy ra chấm xoài thôi là cũng ngon lắm luôn ấy các bạn. I'm 1 step away from setting my business, I know. But now I'm at the clouds of future, just building the flow. When my head is kinda busy with lyrics and words. You ain't perfect but that's so perfect about ya. And yeah. Can't you see you're looking for trouble? Try to give it chill, try to give it real. But you know you're saying this is my problem. Asking for my wood and then you fucking trip on that. No problem. Mình vừa tắm xong đây. Hồi nãy mình mới về ăn cơm, rửa chén này nọ, làm xong công chuyện hết rồi. Bây giờ mình sẽ tranh thủ lau tóc rồi mình học bài nha. Đây là một phần nào đó đề cương của mình sau 1 tháng hè học này các bạn. Đây là chỉ một vài môn thôi nha, chưa có hết đâu. Bởi vì là mình đuối muốn chết luôn ấy các bạn. Tại vì năm nay khi mình lên 12 rồi á là mình học rất là nhiều luôn. Chủ yếu là mình ôn ấy các bạn. Cho nên là mình không thể ra video thường xuyên như ngày xưa nữa, các bạn thông cảm giùm mình nha. Nhưng dù vậy thì mình cũng không có ngưng ra video đâu. Có thể là mình sẽ ra nhưng mà cái thời gian nó hơi lâu một xíu á. Mình sẽ làm toán nghe tuy toàn là trắc nghiệm thôi, nhưng mà theo yêu cầu của thầy mình là làm mỗi câu cũng phải giải thích ra nữa các bạn. Cho nên là làm khá là lâu luôn á. Doing everything you can to stay on top of the hill. You say you met someone and now your head is in Brazil. So go for it if that's the deal, cause as long as you say that it's not the type of pressure and you taking it day by day until you find something fresher. Then you ask me, baby, what do you think? I said I've noticed your red rose and I'm not sure you're ready to hear it, but I'ma tell you this, my dear. Well, can't you see you're looking for trouble? Try to keep it chill, try to keep it real with your nice. Là học xong rồi, trời ơi nó vẽ gì đâu. Bây giờ mình sẽ dọn dẹp cái nhà. Cái bàn mình dạo này nó bừa bộn rơi luôn á. Mình là người bài ra và mình cũng là người dẹp vô luôn. Nó cứ như vậy hoài các bạn, nó không bao giờ gọn hoài được. Bây giờ mình sẽ skin care. Dạo đợt trước mình bị mụn quá trời luôn. Mình nhớ lại mình vẫn còn bị ám ảnh luôn các bạn. Đợt này thì vẫn còn nhưng mà nó đỡ hơn rất là nhiều. Bởi vì skin care rất là quan trọng luôn các bạn. Dù có mệt cỡ nào thì cũng không được lười skin care đó nha. Bây giờ mình sẽ đi phơi đồ trước rồi sau đó sẽ vệ sinh cá nhân nha. Đây nguyên một thao đồ luôn. Perfect about ya, and yeah. Can't you see you're looking for trouble? Try to keep it chill, try to keep it real, but you know you're saying this is my problem. Asking for my wood and then you fucking trip on that. No problem. Backing up my wood, I don't know if you're ready. You keep asking why, but say you're stuck on those lines. Can't you see you're looking for trouble? Sau bước này thì mình sẽ tới bước sức kem. Đợt mẹ mình trộn với mình nguyên một hũ đầy đúng rồi, bây giờ nó đã sắp chạm đáy rồi, hình như nó chạm đáy luôn rồi. Thôi thì mình cũng kết thúc clip tại đây luôn. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Dạo này mình nhận được vài tin nhắn của mấy bạn yêu thích mình ấy các bạn. Trời ơi, mỗi lần mà mình đọc là mình vui lắm luôn. Và mình cũng cảm ơn các bạn đã yêu quý mình nha, nó thiệt đó là lúc đó là mình rất là vui luôn. Thì thôi clip đến đây cũng hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Đừng quên cho mình một like, một share và một subscribe. Bye bye.